Cuộc sống là người thầy vĩ đại nhất, nó dạy qua những trở ngại. Chúng ta học được nhiều điều nhất từ những thử thách mà chúng ta phải đối mặt. Cuộc sống sẽ tiếp tục lặp lại những vấn đề tương tự cho đến khi bài học được rút ra. Vượt qua thử thách là cách duy nhất để tiến lên trong cuộc sống. Một trong những bài học mà bạn phải học là tiền bạc là thứ cần thiết, nhưng nó không phải là tất cả. Một người rất hào hứng với những ưu đãi mà tiền bạc mang lại. Bạn không hài lòng về nơi bạn sống, bạn có thể chuyển đến một khu phố yên tĩnh và tốt hơn. Những vấn đề về sức khỏe, bạn có thể không còn lo lắng về khả năng chi trả, nó cung cấp cho bạn sự tiện lợi, vì bạn có đủ khả năng để có một cuộc sống thoải mái. Tuy nhiên, chúng ta là một con sông, chứ không phải một hồ chứa. Hãy để tiền là phương tiện để kết thúc và không phải là kết thúc. Tập trung vào giá trị, tức là kết nối với mọi người, tình bạn, đóng góp cho môi trường và xã hội của bạn. Sau tất cả, những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống là miễn phí. Cơ thể của bạn có thể hoạt động khá tốt khi bạn còn trẻ, nhưng sự ảnh hưởng của những lựa chọn niềm tin trong cuộc sống của bạn sẽ rõ ràng khi bạn lớn lên. Cơ thể của bạn là phương tiện dẫn đến thành công của bạn. Nó sẽ chăm sóc bạn khi bạn chăm sóc nó. Hãy tập thể dục thường xuyên khoảng 15 đến 1 giờ mỗi ngày và đảm bảo bạn sống theo một chế độ ăn uống lành mạnh. Tập thể dục không phải để khoe khoang mà để tán dương những gì cơ thể bạn làm được. Một bài học cuộc sống khác bạn phải học đó là thất bại là cần thiết cho quá trình học tập của bạn. Chúng ta đã sớm nhận ra rằng thất bại là điều tồi tệ. Nhưng khi bạn già đi, bạn sẽ nhận ra rằng không phải thất bại nào cũng đáng sợ. Thất bại xảy ra là tự do được ngụy trang như điều tồi tệ nhất đã xảy ra. Do đó bạn có thể tiến lên phía trước. Bạn cũng học được những gì không hiệu quả bằng cách đánh giá nguyên nhân dẫn đến thất bại. Bạn học được những gì để làm sai. Do đó hãy ôm lấy thất bại. Thất bại nhanh, thất bại về phía trước. Vì đó là con đường duy nhất dẫn đến thành công. Bạn có thường xuyên cảm giác kỳ lạ về một người hoặc một tình huống và bỏ qua nó chỉ để xác nhận mối nghi ngờ của bạn không? Một trong những bài học bạn phải học là lắng nghe hướng dẫn bên trong, tin tưởng vào bản năng của bạn. Hãy chú ý đến những gì người khác nói với bạn, những gì bạn đọc, nhưng cuối cùng hãy lắng nghe những lời can đảm của bạn. Bạn có tất cả câu trả lời bên trong bạn, linh hồn của bạn là cố vấn đáng tin cậy nhất của bạn. Khi tuổi còn trẻ, người ta cảm thấy như họ phải làm mọi thứ ngay bây giờ, tìm kiếm tình yêu, trải nghiệm mọi thứ và lên kế hoạch cho cuộc sống. Nhưng chúng ta không thể làm mọi thứ cùng một lúc, chứ đừng nói đến việc làm mọi thứ ngay bây giờ. Hãy tập trung vào một việc tại một thời điểm, giỏi nó, hoàn thành nó, rồi chuyển sang việc tiếp theo. Đừng vội vã làm mọi thứ, mà hãy để cuộc sống diễn ra đúng như mong muốn. Mọi thứ trong cuộc sống dường như rất quan trọng, từ công việc bạn không nhận được, đến cuộc chiến bạn đang gặp phải, đến trường đại học công nhận bạn. Tuy nhiên, chúng chỉ quan trọng bởi vì bạn làm cho chúng quan trọng. Quan điểm sống là một trong những bài học cuộc sống bạn nên học. Cách bạn nhìn thế giới quyết định cách bạn phản ứng hoặc không phản ứng. Cuộc sống là về quan điểm, về cách bạn nhìn một thứ gì đó. Cuối cùng, bạn phải đưa ra quan điểm của mình. Bạn không thể hài lòng với tất cả mọi người. Con người muốn được thích, được tôn trọng và được ca ngợi. Tuy nhiên, nó sẽ không đến mức bạn phải tìm kiếm sự xác nhận từ người khác. Điều đó đến từ bên trong. Hãy hiểu rằng không phải ai cũng đồng ý với bạn, không phải ai cũng thích bạn và không phải ai cũng tôn trọng bạn. Hãy nhớ rằng sự tôn trọng quan trọng nhất là sự tự tôn. Đừng để sai lầm lấn át bạn, mà hãy để chúng là bài học cho một tương lai tốt đẹp hơn. Những bài học sẽ đóng vai trò như một la bàn cho cuộc sống viên mãn hơn của bạn. Khởi nghiệp có thể rất khó khăn. Nó thường được miêu tả trên phương tiện truyền thông xã hội như một điều thú vị nên làm. Các điểm đến du lịch kỳ lạ, lối sống máy tính xách tay và thu nhập không giới hạn. Mặc dù có rất nhiều đặc quyền đối với nó, nhưng điều quan trọng cần nhớ là con đường của riêng bạn, con đường ít người đi, đầy những nghi ngờ và những khoảng thời gian khó khăn. Nhưng cuối cùng, bạn kiểm soát số phận của mình, tạo ra con đường riêng của bạn. Khởi nghiệp là sáng tạo, nó không chỉ đơn giản là sao chép những gì người khác đang làm và dán logo của bạn lên đó. Để có được thành công, bạn phải tìm con đường cho riêng mình. Đừng ngại có con đường của riêng bạn và nổi bật. Nếu bạn nhìn vào một số doanh nhân thành công như Steve Jobs hay Elon Musk, bạn sẽ nhận ra rằng họ luôn hoạt động từ một tầm nhìn trong tâm trí. Đầu tiên, họ nhìn thấy nó trong đầu và sau đó biến nó thành hiện thực. Có tầm nhìn là một bước trong việc tạo ra điều gì đó tuyệt vời.
hiểu rõ hơn về tầm nhìn lâu dài của bạn. Hãy suy nghĩ về nó một cách chi tiết. Một ngày của bạn sẽ như thế nào? Có bao nhiêu người sẽ ở đó? Hãy tạo ra tầm nhìn cho riêng bạn, xem xét nó hàng ngày và chia nhỏ nó thành những mục tiêu hữu hình mỗi ngày. Những người tuyệt vời không bao giờ bỏ cuộc. Nếu bạn giống 99,9% doanh nhân, bạn sẽ rất khó bỏ cuộc. Những thời điểm khó khăn, điều quan trọng nhất là phải nhìn lại lý do tại sao bạn bắt đầu và nhắc nhở bản thân về giấc mơ bạn đã thấy trong tâm trí. Xem xét lại tầm nhìn của bạn sẽ hữu ích. Nhưng bạn cũng nên vây quanh mình với những người có suy nghĩ giống bạn và muốn kết quả tương tự. Bao quanh bạn với những người và môi trường giúp bạn duy trì động lực. Hãy nhớ rằng, khi mọi thứ khó khăn, ngày mai là một ngày mới. Khi mọi thứ khó khăn, ngày mai là một ngày mới.